Chào các bạn, nội dung ngày hôm nay được đồng hành bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền chất lượng nhất tại Việt Nam. Chúng mình rất vui được chia sẻ với các bạn một món quà từ Phonos là cuốn sách nói bắt đầu với câu hỏi tại sao. Ở đường link phonos.vn/spyroom, link này có sẵn ở dưới phần mô tả nhé. Nhận quà tặng và khám phá kho sách nói bestseller của Phonos ngay. Tất cả chương 1 của các tựa sách trên ứng dụng đều là miễn phí. Đây là bài viết Làm gì để quản lý thời gian và làm việc hiệu quả của tác giả Linh Bùi. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Hồi học master, cả lớp tây ta đen trắng, đứa nào cũng rên rỉ. Tao không còn thời gian mà cất móng chân nữa chúng mày ạ. Lúc nào mình cũng thấy y như là cô Tấm, cứ đến giờ chảy hội đi chơi thì bị nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo. Năm 2016, mình tách một phiên bản Linh Phẩy ra để ngắm xem con Linh nó làm khỉ gì. Hóa ra, nó rất thiếu tập trung các bạn ạ. Trừ những thứ cực thích, còn lại hầu hết công việc nó đều tìm ra cách trì hoãn hoặc là làm lung tung phèng lên. Đang làm bản A, nhớ ra bản B thiếu cái này, nó nhảy ngay sang để sửa cho họ đỡ quên. Đang ngồi đọc research cái này, nhớ ra phải viết email, nó nhảy sang viết mail. Đang mail dở thì có meeting. Hết meeting thì hết giờ, nó bảo nó phải đi tập cho có sức khỏe. Đi tập xong thì trời tối, nó lại phải ăn cơm, tắm giặt, đọc sách. Đến giờ con nhà người ta đi ngủ thì nó bật máy tính ngáp ngáp vài cái. Nó bảo, thôi, mai dậy sớm làm, ngủ muộn không tốt. Mà nó dậy sớm làm việc được thì trời sập. Nó vô cùng thất vọng với bản thân, mà càng thất vọng thì nó lại càng tìm cách làm sao nhãng. Có những tối giật mình nhận ra đã ngồi kéo lên kéo xuống newsfeed Facebook cả tiếng rồi, không hề động tới những việc đã tự lên kế hoạch bôi đỏ chét trước mặt. Nó đổ tại thiếu động lực, tại công việc không thú vị, tại môi trường không phù hợp, tại nhà không trồng hoa. Nó bảo là tự tập trung được nếu công việc này thực sự là việc nó thích. Nó nghĩ khi nào có deadlines thì tự khắc sẽ phải làm. Nói chung nó không chỉ tìm cách làm sao nhãng mà còn viện đủ lý do lý chấu để lười biếng. Trong cuốn Think Fast, Think Slow của tác giả Daniel Kahneman, giải thích não người có hai hệ thống. Hệ thống 1 sử dụng hàng ngày, có những phản xạ tự nhiên, thông tin đơn lẻ, dễ ứng dụng, thường nhật và nhiều cảm xúc. Hệ thống thứ hai thì ít lộ mặt, vì nó là những suy nghĩ phức tạp, cần thời gian, sự tập trung, tư duy logic, tư duy phản biện và cả những thông tin nền có từ hệ thống 1. Ví dụ, đọc những con số trên từng tấm card là việc dễ, nếu đã được học đếm đến 100, đây là nhiệm vụ của hệ thống 1. Nhưng nếu bảo đọc kết quả của những con số hiện ra cộng thêm 5 thì khá là khó và không thể làm nhanh được vì đòi hỏi phải tập trung, phải biết phép toán, phép tính nhẩm. Đây là việc của hệ thống 2. Cái thằng 2 này thì thường rất là lười vì công việc hàng ngày thằng 1 làm gần hết, thằng thứ 2 cứ nhởn nhơ tả tả chơi cho tới khi nào mình bắt nó làm việc. Bằng một điều kiện nào đó, ví dụ deadlines, sức ép về sự thất bại, cảm giác xấu hổ, v.v. Sau khi ngâm cứu, tổng phân hợp, áp dụng các kiểu, mình có kinh nghiệm chia sẻ thế này. 1. Nguyên tắc quan trọng, không bao giờ được đặt mục tiêu làm hết mọi thứ trong một ngày. Vấn đề của những thằng như mình là cứ muốn làm xong tiệt tất cả, nhưng thực tế thì không bao giờ đạt được, gây ra thất vọng hoặc là chán nản, rồi không muốn làm việc, rồi việc dồn lại, rồi càng không muốn làm, rồi chết lụt luôn. Quan trọng là làm việc có tiến triển, chứ không phải là làm hết được mọi việc. 2. Không bao giờ check email cho tới khi... 3. Lập danh sách 10 việc nghĩ đến đầu tiên phải làm hoặc nên làm trong một ngày. Điều đầu tiên sau khi ngồi xuống ghế với cốc nước bên cạnh là gạch đầu dòng 10 việc nghĩ tới ngay lập tức phải làm trong ngày, cá nhân hoặc công việc đều được. 10 việc này sẽ phải làm ngay và có một ý nghĩa nào đó, viết ngắn thôi. Trước kia có một cái to-do list này cũng đã là tiến bộ. Mình phấn khởi gạch lấy gạch để tầm 20 cái. Đến giữa ngày làm mãi không xong một cái, chán quá nhảy làm cái khác. Cuối ngày thì chán hẳn, vứt sư nó đấy đi chơi. Ngày nào giỏi thì được 10 việc, toàn kiểu đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, gọi điện, gặp A, gặp B. Có ngày thì chẳng được việc nào. Rất dễ để gạch việc ra vì việc mãi mãi không bao giờ hết. Nhưng không phải việc nào cũng cần làm ngay. Cái sai của mình là luôn để việc quá phức tạp, từ list ngày nay sang list ngày mai sang list ngày kia. Cái sai nữa là hăm hở gạch đầu việc chỉ để đánh một cái dấu tích là xong việc. Và khi chưa thể đánh một cái dấu tích đó, cứ mãi mãi thấy việc ở đó nên là thiếu động lực. Sau khi có 10 việc rồi thì... 4. Sắp xếp các việc vào khung như sau. Góc số 1 là góc sống chết, vừa quan trọng vừa gấp. Việc mà nếu không làm ngay hôm nay thì chết quéo. Ví dụ, chiều phải gửi timesheet không thì không có lương. Phải đến sinh nhật gấu.
phải đi trả nợ, không thì mafia giết nhà, phải nộp báo cáo, không thì đói méo mồm. Nói chung là tất cả những việc có thể làm mình chết ngoéo về mặt tiền bạc, thể chất, tinh thần, cho hết vào đây. Lưu ý, sự quan trọng là khác nhau giữa mọi người. Đối với mẹ mình chẳng hạn, cho gà ăn đúng giờ sẽ vào góc này. Nhưng không bao giờ được để quá 5 việc, nếu quá 5 việc thì chết hẳn rồi. Vấn đề của những thằng không quản lý được thời gian là cái gì cũng thấy gấp và rất quan trọng. Cân nhắc kỹ về ý nghĩa của những công việc đối với đời bạn trong một ngày trước khi cho vào góc này. Góc số 2 là góc giá trị, quan trọng nhưng không gấp. Việc này thường liên quan tới thời gian dài, không làm hôm nay thì không chết được ngay. Hoặc các giá trị như tri thức, sức khỏe, tình cảm, cảm xúc hoặc những công việc quan trọng nhưng mà có thể làm vào ngày mai. Nhưng vì quan trọng nên lâu dài không làm sẽ chết. Ví dụ, đau dạ dày nhưng chưa đi khám, có thể hôm nay không sao nhưng vài năm nữa thì sẽ vô cùng khốn nạn. Muốn thi IELTS nhưng mãi chưa đăng ký vì không muốn bỏ ra ngay 4 triệu, chắc chắn bạn sẽ lỡ deadline nộp một cái học bổng hoặc là công việc phù hợp trong tương lai. Muốn cưới gấu nhưng không đầu tư thời gian để xây dựng những hình ảnh đẹp với gấu như đưa gấu đi du lịch, về thăm quê, vẽ tranh tặng gấu, vân vân. Những việc ở góc này để lâu sẽ tự động trồi lên góc 1 khi mà dạ dày quá đau, khi mà sếp yêu cầu, khi mà gấu nói chị có việc muốn bàn. Một vài việc luôn luôn có trong góc giá trị của mình, đó là đi tập, 30 phút đứng dậy một lần, đọc 10 trang sách một ngày, nhắn tin cho gấu, vân vân. Góc số 3 sẽ là góc vớ vẩn. Như tên gọi, góc này chẳng có ý nghĩa khỉ gì, chẳng quan trọng, cũng chẳng gấp, nhưng mà vẫn phải làm. Để tránh mất thời gian, với việc ở góc này, bạn có thể nhờ người khác làm hoặc làm sao cũng được. Ví dụ, phải đi lấy đồ nhà người quen, không làm nay thì làm mai, chẳng chết ai, đồ vẫn ở đó, nhưng mà để đó mãi thì ngại. Nên giải pháp là thuê xe ôm, ship về hoặc xác định một ngày mình đi đến gần khu vực đó thì sẽ tiện thể lấy về. Góc số 4 là góc cạm bẫy. Góc này thì khốn nạn nhất là vì không quan trọng nhưng mà lại phải làm ngay. Các bà nội trợ hay bị dính góc này này. 6 giờ phải đi chợ, 7 giờ phải nấu cơm, 9 giờ phải xem tiếp phim, 9 rưỡi cho con đi ngủ. Không cháy nhà chết người, thế nhưng mà đúng giờ đó mà không làm thì khổ. Ăn cơm muộn thì được nghỉ muộn, nấu cơm muộn thì con bị đói, xem phim muộn thì thằng con lại không ngủ cho. Kinh nghiệm là góc này nên đặt ra một giờ cố định và nhất định không được lấn vào, hoặc kết hợp nhiều việc ở góc này làm cùng nhau, ví dụ vừa nấu cơm vừa xem phim, đi chợ cho cả tuần để tủ lạnh, vân vân. Hy vọng rằng video lần này sẽ có ích cho các bạn, và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh. Bye!